Thưa quý vị, năm 2024, các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm chăm lo thiết thực đến đoàn viên và người lao động. Nhiều công trình do các cấp công đoàn triển khai đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của ngành, đơn vị, địa phương. Đây là những kết quả nổi bật được Liên đoàn Lao động tỉnh nêu ra tại hội nghị sơ kết các phong trào thi đua năm 2024. Từ đầu năm đến nay, 100% các cấp công đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hưởng ứng và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp các ngành phát động. Liên đoàn Lao động tỉnh còn thực hiện 5 công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội với tổng giá trị gần 40 tỷ đồng, vận động được hơn 1,59 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tặng quà cho công đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, một tập thể được nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động vì thực hiện xuất sắc phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động năm 2023. 45 tập thể, 104 cá nhân được nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh vì có thành tích xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua năm 2024. Tại hội nghị sơ kết các phong trào thi đua năm 2024, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh đã phát động hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 13 năm 2024-2025.